Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe MG5, một mẫu xe sedan cỡ C được nhập khẩu nguyên chiếc. Mẫu xe này hiện tại đang là mẫu xe mang thương hiệu của Trung Quốc. Nhưng MG5 có hai phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và một phiên bản được nhập nguyên chiếc từ nội địa Trung Quốc. Mặc dù MG5 ở phân khúc sedan cỡ C, nhưng giá bán của MG5 hiện tại thời điểm này chỉ ngang với các mẫu xe hạng A và hạng B thôi. Phiên bản MG5 STD, bản tiêu chuẩn số tự động hiện tại chỉ có giá bán tương đương với giá bán của mẫu xe Hyundai i10. Còn phiên bản số sàn thì giá bán hiện tại thời điểm này cũng chỉ hơn 300 triệu. Và thương hiệu xe MG ở thị trường Việt Nam cũng ở tương đối lâu rồi, từ 2018 2019 cũng được 5 6 năm rồi. Không như cái đây khoảng chục năm thì đợt đó OAT nhập khẩu Trung Quốc chỉ vào tồn tại được khoảng 6 tháng, Một năm cho đến 2 năm là đã bán sới rồi. Anh em nào mà không kỳ thị xe Trung Quốc thì với tầm tiền hơn 400 triệu thì MG5 là sự lựa chọn hợp lý nhất cho anh em tại thời điểm này. Trong video ngày hôm nay, em xin phép cập nhật cho anh em về chi tiết giá bán, giá xe ra biển số 5 bánh cũng như là những thông tin trả góp của các phiên bản MG5 để anh em tham khảo, cân đối và đưa ra quyết định mua xe cho phù hợp. Mời anh em cùng xem chi tiết. Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em đó là chiếc MG5 bản STD số tự động bản tiêu chuẩn. Phiên bản này được nhập ở nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá bán tại các cơ sở bên em cụ thể như sau: tại cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 420 triệu như vậy là vẫn ổn định anh em sẽ có thêm một tùy chọn nữa đó là xe sản xuất 2023 giá bán rẻ hơn 10 triệu cơ sở miền Trung thì giá bán như cơ sở Hà Nội giá bán cũng là 420 triệu và cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 430 triệu ngoài ra vẫn tặng thêm phụ kiện cho anh em anh em quan tâm đến phụ kiện bao gồm những gì thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em cập nhật cho anh em những phụ kiện anh em được tặng tại thời điểm đó với giá bán như trên, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương, em xin phép tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 504 triệu, các tỉnh áp 12% là 485 triệu, các tỉnh áp 10% là 474 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 504 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 484 triệu. Anh em lưu ý đây là em tính cho anh em là xe VIN 2024, còn xe VIN 23 thì sẽ rẻ hơn. Giá xe ra biển số 5 bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể xem trên màn hình, chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, ngân hàng cho anh em vay tối đa lên đến 396 triệu cho chiếc MG5 bản STD, nhưng không phải anh em nào cũng vay được, cái này là tùy vào tình hình tài chính của từng anh em. Với số tiền vay tối đa như vậy, số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 108 triệu, các tỉnh áp 12% là 89 triệu, các tỉnh áp 10% là 78 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 108 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 88 triệu. Ngoài ra thì anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu tiên trị giá là khoảng 5,4 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và với gói vay 396 triệu, anh em được vay trong thời gian vay 8 năm và tối thiểu là 3 năm. Còn nhu cầu của anh em, anh em vay bao nhiêu tiền và thời gian vay bao nhiêu lâu là tùy ý của anh em. Còn em tính trong video là những định mức cao nhất để anh em có cơ sở cân đối với số tiền vay 396 triệu trong thời gian vay 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6,8 triệu trong đó gốc chia đều là 4,1 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,7 triệu dư nợ sẽ giảm dần và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc MG5 bản lắc phiên bản cao cấp nhất phiên bản này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan chính sách bán hàng thời điểm những ngày cuối tháng 8 của các cơ sở bên em như sau cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 465 triệu cơ sở miền Trung giá bán cũng vậy và cơ sở miền Nam giá bán cho anh em cũng là 465 triệu Như vậy với xe MG5 bản lắc sản xuất 2024 giá bán cho anh em là 465 triệu Ngoài ra thì anh em vẫn có thêm sự lựa chọn đó là xe MG5 bản lắc VIN 2023 Nhưng mà hiện tại không còn nhiều màu Chính vì vậy anh em xem video tại điểm nào mà có nhu cầu quan tâm đến MG5 bản lắc VIN 23 Thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em kiểm tra kho xe và báo giá cho anh em với giá bán 465 triệu, giá xe ra biển số nam bánh tại các địa phương em xin phép tính cho anh em để anh em tham khảo như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 557 triệu, các tỉnh áp 12% là 538 triệu, các tỉnh áp 10% là 526 triệu và biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 545 triệu. Giá xe ra biển số năm bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước, anh em có thể xem trên màn hình. Và đây là xe VIN 2024, em xin nhắc lại để anh em nắm được. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc MG5 bản lắc VIN 24 này, ngân hàng cho anh em vay tối đa lên đến 440 triệu, như vậy thì số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 117 triệu. Các tỉnh áp 12% là 98 triệu. Các tỉnh áp 10% là 86 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 105 triệu. Ngoài ra thì anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên trị giá là 6 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và gói vay tối đa 440 triệu trong thời gian vay 8 năm cùng với lãi suất ưu đãi khoảng 0,6% trên một tháng trong năm đầu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,2 triệu. Trong đó gốc chi đều là 4,5 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,7 triệu dư nợ sẽ giảm dần. Và mời anh em cùng đến với phiên bản thứ ba, phiên bản cuối cùng đó là chiếc MG5 MT số sàn. Phiên bản này được nhập nguyên chiếc từ nội địa Trung Quốc, không phải là nhập Thái, anh em lưu ý. Và với tầm tiền hơn 300 triệu để lựa chọn một mẫu xe số sàn, có thể là anh em đi lại gia đình hay là chạy vụ thì MG5 số sàn này là sự lựa chọn phù hợp nhất cho anh em vì xe rất là rẻ. Chính sách bán hàng thời điểm cuối tháng 8 của các cơ sở bến đa bên sau. Cơ sở Hà Nội và miền Trung giá bán cho anh em là 320 triệu Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 329 triệu. Ngoài ra vẫn tặng anh em một số những phụ kiện cơ bản như là dán kính trẻ sàn, cam hành trình. Xe là xe sản xuất 2024, anh em lưu ý. Với giá bán này, giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương em xin phép tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 390 triệu, các tỉnh áp 12% thuế là 370 triệu, các tỉnh áp 10% là 362 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 391 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 371 triệu giá xe ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem lại trên màn hình và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau anh em ở hà nội cần chuẩn bị 95 triệu các tỉnh áp 12% là 75 triệu các tỉnh áp 10% là 67 triệu biển thành phố hồ chí minh sẽ là 96 triệu và các tỉnh miền nam sẽ là 76 triệu ngoài ra thì anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 4,1 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và anh em lưu ý em tính cho anh em đây là xe biển trắng còn anh em nào mua xe biển vàng kinh doanh vận tải thì giá lăn bánh cũng là bảo hiểm thân vỏ sẽ cao hơn đôi chút với số tiền ban đầu trả trước thấp như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là khoảng 295 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 5,1 triệu trong đó gốc chi đều là 3 triệu cùng với lãi suất đầu tiên là 2,1 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của ba phiên bản MGRAM thời điểm ngày cuối tháng 8. Hy vọng những thông tin vừa chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.